Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Nàng Làm Được Tất. Các bạn thân mến, ở hai số trước chúng ta đã gặp Tường Vi và Ái Phương, đều là những cô nàng rất xinh đẹp và đa tài. Ở số này chúng ta cũng sẽ gặp gỡ một cô nàng tự tin không kém, xinh xắn và đa tài không kém. Nhưng mà cô nàng cũng gặp một vấn đề nho nhỏ về mái tóc khiến cô khá thiếu tự tin trong một số công việc. Và cô gái ấy là ai, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Mình là Nhã Phương. Tính cách của mình thì hơi nắng mưa thất thường một xíu, dễ thương, hiền lành, nhưng mà đôi khi cũng có chút nổi loạn. Phương là diễn viên nên công việc mọi ngày của Phương sẽ là đóng phim, quay quảng cáo, chụp hình. Đây là công việc mà Phương gắn bó cũng là khá là lâu rồi. Công việc của Phương ngoài yêu cầu về chuyên môn thì cũng đòi hỏi về sức khỏe, lẫn về thể chất, lẫn tinh thần luôn. Bên cạnh đó thì cái vẻ bên ngoài, ra ngoài lúc nào cũng phải xinh tươi và trẻ đẹp thì cũng rất là quan trọng. Phương đi quay nên là không có nhiều thời gian để mà chăm sóc tóc, nên thường thì khi mà đi quay lẫn ở nhà, Phương thích mình cột tóc mình thấy nó gọn gàng và nó thoải mái. Khi mà đi làm giống như là Phương tập thể dục hoặc là đạp xe đạp hoặc là dọn dẹp nhà cửa thì không có bị vướng víu gì hết. Đặc biệt là trong cái thời tiết này thì Phương nghĩ là cột tóc cao cũng là một xu hướng mà. Chưa mấy cặp ơi. Rồi à. Vô vị trí cho mọi người ơi. Nhanh nhanh em ơi. Rồi chuẩn bị quay nha, Nhật kêu luôn. Hết 1999. Rồi 3 2 1 diễn. Cắt 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 cắt. Trời ơi tóc xấu quá. Mấy cặp vô cột lại đi. Rất tùm lum tùm la. Lẹ 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 lẹ. Xong chưa Phương ơi? Sắp nghỉ trưa rồi đó nha, lẹ lên. Có cái tóc à. Rồi chưa? Lâu quá. Rồi chuẩn bị diễn lại nha. Rồi máy chạy. Rồi 3 2 1 diễn. Tươi lên em ơi, tươi lên. Ok cắt máy. Rồi nghỉ trưa mọi người ơi. Hello Phương. Hey chị. Sao vậy, quay mà mặt cứ nhăn nhó dữ vậy? Trời ơi, giờ tóc cũng rụng nhiều quá, không biết sao luôn nè. Chị coi nè. Đó, cô bút lên nó rụng vậy đó. Vậy hả? Mà sao biết người ta đang làm chương trình về tóc mà vừa vô cái là than vãn về tóc liền vậy? Ủa vậy hả? Đâu biết đâu. Giống như là bây giờ em đang rất là đầu rỉ, có người tới cái than vậy đó. Rồi, thật ra là mái tóc của Phương là mái tóc dài đúng không? Ừ. Thì một cái mái tóc dài như thế này thì Phương nghĩ là nó sẽ có những cái lợi thế gì và những cái khuyết điểm gì về một mái tóc dài của mỗi cô gái? Em thì em thích tóc dài. Ừ. Vì tóc dài mình để được nhiều kiểu nè. Rồi thấy mình cũng nữ tính nữa. Nhưng mà mệnh cái là bị tốn quá nhiều thời gian để chăm sóc cũng như là dưỡng tóc. Cái công việc của Phương á, đặc thù là sẽ phải thay đổi kiểu tóc rất là nhiều trong một ngày như vậy để phù hợp với các vai diễn của mình. Thì Phương nghĩ là cái việc đó nó ảnh hưởng tới cái mái tóc của Phương như thế nào? Cũng quay thường xuyên, quay rất là nhiều, không có nhiều thời gian để chăm sóc tóc nè. Rồi lúc mà đi phim, Nhã cũng biết á, là khi mình đi phim mọi người rất là thích mình cột tóc lên á, để giữ được tóc co lâu hơn. Mà chế độ ăn uống thì cũng biết luôn rồi đó, thì không được đầy đủ dinh dưỡng. Mà một năm có 12 tháng là Phương ăn cơm buổi 11 tháng rưỡi rồi. Là hiểu sao giờ tóc như vậy. Tóc mình đang bị vấn đề gì nặng nhất? Báo động luôn là rụng tóc quá nhiều. Rụng tóc quá nhiều hả? Đó, bây giờ có đụng vô một cái một xíu luôn là rụng quá nhiều. Thôi được rồi, được rồi, đừng đừng. Nhà sẽ giúp cho Phương có một mái tóc mà Phương có thể buộc chặt cỡ nào cũng không lo gãy rụng. Thiệt hả? Vậy thì đi liền đi. À. Với Nhã Phương, đây là chị Mimi, là chuyên gia chăm sóc và tạo kiểu tóc hairstylist của chương trình Nàng Làm Được Tất. Và ngày hôm nay chị Mimi sẽ giúp cho Nhã Phương khôi phục lại cái mái tóc gãy rụng của mình. Dạ em chào chị. Mấy ngày hôm nay là em
cảm giác rất là chán á, không biết sao mà cứ đụng vô tóc một cái là tóc lại bị rụng, rồi chưa kể lúc mà gội đầu xong thì lấy khăn lau nhẹ thôi hay là lau sơ sơ thôi cũng bị rụng rất là nhiều. Cảm giác như mình không được thoải mái khi mình đi làm việc. Nên chị có thể giúp em để cải thiện tóc em được không? Trước hết thì muốn hỏi Nhã Phương nè, ở nhà Nhã Phương có sử dụng những cái loại lược dày hay không? Đã có chứ, phải nói là sử dụng thường xuyên luôn á. Như là ở nhà thì không nói rồi, mình đi quay thì mọi người cũng thường xuyên chải tóc rồi cột thật chặt để giữ đúng mắt co đó chị. Rồi em có sử dụng những cái loại mỹ phẩm để chăm sóc tóc ở nhà hay không? Rồi em có cái chế độ dinh dưỡng ở nhà như thế nào? Em sử dụng sản phẩm theo thói quen thôi. Cũng như là hồi trước giờ mình xài cái nào thì mình cứ xài, mình cũng ngại thay đổi. Bản thân em thì cũng không có rành về các thành phần ở trong cái sản phẩm nào sẽ phù hợp với tóc của mình đó. Còn về chế độ dinh dưỡng thì nói thật với chị là em đi quay phim nên là hầu như lúc nào cũng phải ăn thức ăn nhanh là chính nè. Ngủ thì không đủ giấc, nhiều lắm 5 tiếng nè. Bây giờ chị sẽ kiểm tra xem cái tóc trong tình trạng như thế nào rồi. Thứ nhất, đau phải không? Dạ, hơi đau, đau ở đây. Rồi, giờ chị coi cái chân tóc ha. Chị thấy vấn đề rồi. Cái tóc của Nhã Phương hiện nay đó, là theo chị thấy á, là nó đang trong tình trạng gãy và rụng rất là nặng. Em biết tại sao không? Tức là do cái cách buộc tóc của em nó quá chặt. Và cái đó là một cái thói quen mà em buộc phải buộc hàng ngày á. Trong một cái thời gian dài như vậy, thì tóc của em nó sẽ bị cọ sát như vậy nè. Và nó sẽ tổn thương và dễ bị làm gãy tóc. Rồi khi em buộc chặt quá lâu ngày như vậy, thì những cái chân tóc nó yếu đi, dẫn đến tình trạng rụng tóc rất là dễ dàng. Và ngoài ra mà mình không biết cách chăm sóc nữa đó, lâu ngày cái tóc mình nó sẽ bị tổn thương và càng ngày tóc của em sẽ càng yếu đi. Có cách nào để cải thiện không chị? Tại vì em cũng thích là cột tóc nên là không biết là giờ có cách nào để mình cột tóc lên mà vẫn thấy mình thoải mái và tự tin, không bị sợ bị rụng tóc á. Em cũng đừng lo lắng quá. Bởi vì theo chị nghĩ đó, tình trạng tóc của em là bây giờ đa phần là các cô gái trẻ hay gặp phải lắm. Vì vậy chị sẽ có cách để giúp tóc em phục hồi và chắc khỏe hơn từ trong ra ngoài. Dạ, em cảm ơn chị. Theo kinh nghiệm của chị thì em nên sử dụng bộ sản phẩm mới của Pantene, bởi vì trong thành phần của nó có thể giúp tóc của em phục hồi hư tổn sâu từ trong loại tóc và nó ngăn ngừa được cái sự hư tổn quay trở lại. Thì nó không giống như những cái sản phẩm thông thường khác, nó chỉ có thể tác động trên cái bề mặt của sợi tóc mà thôi. Thì bây giờ chị sẽ chỉ cho em một cách sử dụng đúng cách sản phẩm và gội đúng cách nữa. Gội đúng cách nữa hả chị? Đúng rồi. Bao giờ cũng vậy, khi mình gội một cái tóc thì cái việc làm mượt cái tóc trước khi gội rất là quan trọng, nhất là những cái tóc dài và dễ gãy và dễ rụng như em. Và em không sử dụng lược khít nữa mà em nên sử dụng lược thưa nhé. Khi em chải thì bao giờ cũng vậy, em sẽ chải từ trong chân tóc ra. Thứ nhất là làm cho sạch cái da đầu và là làm cho suôn mượt sợi tóc. Chị thường thường thì mình nên sử dụng nước ấm hay nước mát mát không vậy? Chị nghĩ trên trường hợp tóc của em bị rụng á, đừng sử dụng nước nóng nhiều quá. Tại vì gần đây thì em cũng đang làm phim thì ở trên chỗ lạnh quá đó, thì em cũng hay sử dụng bằng nước nóng. Đúng rồi, chính cái đó cũng là một lần nguyên nhân làm cho em rụng tóc. Đây là dầu gội đầu của Pantene ha. Em phải tập lấy như thế nào, đừng có quá nhiều mà cũng đừng có quá ít. Tóc dài thì mình phải nhấn khoảng 3 nhấn. Đó là cái này là chuyên cho chị rụng tóc hả chị? Đúng rồi, cái này là bộ sản phẩm dành cho tóc gãy rụng. Khi em bỏ sản phẩm vào thì em đặt vào cái ngọn tóc trước. Thường thường có thói quen tụi em hay bỏ vào trong cái chân tóc trước lắm. Đúng rồi, thường là em hay để cái này dưới. Tại sao mình phải bỏ từ ngọn tóc em biết không? Tại vì khi em đưa một lúc một lượng dầu gội đầu vào da đầu thì nó không có đều, mà em phải cho vào ngọn tóc, chứ còn lại em phải cho lên tay thế này và em bắt đầu em mới bò vậy. Bỏ vào trong vậy đâu. Chị muốn nhấn mạnh với em là trong kỹ thuật dành cho tóc rụng, điều quan trọng nhất đó là cái kỹ thuật gội đầu massage ống nguyệt. Vì do tóc em hay cột nè, thì cái chân tóc của mình nó sẽ rất là bị căng. Massage để giúp tập thể dục cho cái da đầu của em nó săn chắc hơn. Ấn huyệt là quan trọng nhất, tại vì em nói em ngủ ít quá đó. Khi mà mình ấn huyệt đúng cách thì nó sẽ giúp là lưu thông máu. Thứ hai là giảm stress và em sẽ tươi tỉnh hơn. Sức khỏe mình nó khỏe thì tất nhiên tóc mình sẽ tốt. Khi ấn huyệt á thì em nên tập trung vào những cái vùng chân tóc. Ví dụ em đặt mười ngón tay, em sẽ đi từ ở giữa em đi ra, rồi từ đỉnh đầu em đi xuống. Thay vì hồi trước em cứ cào vậy thì bây giờ mình đổi đi, mình xoa như vậy xong rồi á thì mình ấn huyệt. Mình ấn huyệt những chỗ nào? Những cái vùng, những cái huyệt mà em sờ thấy nó lõm vào. Bây giờ em sờ cái tóc em nè, nó lõm vào. Những chỗ lõm nào em sẽ xoa. Thì những lõm đó, những cái trung tâm, những cái huyệt mà những mạch máu nó hay nằm đó. Thì khi em xoa như vậy thì nó tránh tình trạng tắc nghẽn như mạch máu ha. Nó giúp cho máu lưu thông tốt hơn và nó thư giãn hơn. Mình tập trung đường viền tóc, đỉnh đầu và hai bên gáy.
thường thường những người buộc tóc nhiều nó làm cho đường cho tóc càng ngày càng thưa. Em có để ý là tối nay nó rụng rất nhiều không? Đúng, gần đây nó bị nhiều quá nên là mọi người phải lấy một cái chì đen á, chị che bên đây nè. Trong quá trình mình massage da đầu, những cái thành phần protein trong da rồi nó sẽ thẩm thấu vào trong sợi tóc. Tức là mình không gọi lâu quá và cũng không nên gọi nhanh quá. Rồi bây giờ mình xả tóc đi ha. Tóc của em có thể mình gọi 2 lần xà bông. Khi mà em sử dụng cái bộ sản phẩm mới của Bantin thì tóc của em sẽ được phục hồi hư tổn sâu từ bên trong lõi tóc và sợi tóc của nó sẽ dần chắc khỏe hơn. Và nó ngăn ngừa được sự hư tổn quay trở lại. Rồi khi chúng ta sử dụng dầu xả, tóc của em sẽ trở nên mềm và bóng mượt hơn ha. Đây là dầu xả của Pantene. Thì trong cái thành phần của nó sẽ giúp cho tóc của em trong lúc quá trình gọi nó không bị rối tóc nữa. Mình sẽ cho một lượng vừa phải, chị nghĩ khoảng chừng một muỗng canh ha. Mình bắt buộc phải xoa từ ngọn tóc, tại vì dầu xả nó rất là cần cho ngọn tóc và thân tóc, nó không cần cho da đầu. Rồi, và em sẽ massage sợi tóc để cho cái sản phẩm nó thẩm thấu đều. Em massage bằng cách là em sẽ xoa nắng cho cái dầu xả nó đi vào trong tóc. Làm như vậy trong vòng vài phút thôi thì em có thể xả sạch đi và tóc của em nó sẽ nên mềm và suôn mịn. Bây giờ mình đã gội đầu xong rồi ha. Khi mà em quấn khăn như thế này rất là nhanh khô ha. Khi mình chải tóc á thì mình cũng nên dùng những cái lược lăn thưa em ha. Em phải chải nhẹ nhàng thôi, đừng có chải nhanh hoặc là gấp quá. Em nên gội thật sạch những cái hóa chất trên tóc của em trước khi em đi ngủ. Và cái điều quan trọng nhất là em không nên buộc tóc hoặc là cột tóc trước khi đi ngủ. Nên đổi cái ngôi thường xuyên để cho tóc của em tránh tình trạng hối đầu. Em rất thích khi mà mình cột lên xong rồi tóc của mình sẽ có một cái hơi quăng quăng ở đuôi á. Thay vì bây giờ em dùng máy thì bây giờ em lấy cái lôi em quấn xong rồi em để đó sáng mai em dậy được không? Không, trên nguyên tắc là mình không nên làm cái gì trước khi đi ngủ hết. Khi mà mình cuộn tóc khi đi ngủ á thì cái chân tóc của mình nó không được thoải mái và nó cứng á. Cái góc tóc mình bị tổn thương. Và em nhớ là một điều là quan trọng nhất là khi mình sấy khô là không được sấy quá nóng và không được để tóc ẩm khi đi ngủ và phải suôn mực trước khi đi ngủ. Chị, như là em đi làm thì cái chế độ dinh dưỡng của em cũng không được tốt lắm á. Nên tóc của em chắc cũng vì lý do đó mà rụng cũng nhiều nữa là. Đúng rồi. Chị có thể chỉ cho em bây giờ ăn uống làm sao cho nó hợp lý hơn để cho mình khắc phục cái nhược điểm là tóc rụng á. Vậy em phải ăn rất là nhiều rau củ quả và trái cây. Yeah. Rồi uống thêm vitamin. Nếu mình ăn không đủ thì nó sẽ bù lại. Yeah. Ngủ á thì mình cố gắng ngủ sâu một chút xíu. Khi em sấy á, cái máy sấy nó phải tránh sẵn khoảng 15 cm. Thường thường em muốn mau khô em hay để cái máy sấy sát cho sợi tóc không ha. Dạ, đúng rồi. Thì nó làm cho sợi tóc mình nó sẽ bị khô, tình trạng gãy tóc không có được khắc phục. Tóc của mình mềm và dễ chải hơn rồi ha. Và bây giờ chị sẽ giúp cho em tạo một cái mẫu tóc sẽ giúp cho cái mái tóc em nhìn nó bóng mượt và nó sẽ bồng bềnh hơn ha. Rồi bây giờ em thấy tóc em như thế nào nào nè? Dạ quá đẹp luôn á. Bây giờ em chỉ muốn tới phim trường liền luôn để khoe tóc đẹp. Sao rồi? Bây giờ là Phương đã tự tin với một mái tóc không gãy rụng nữa chưa? Tất nhiên rồi. Sau ngày hôm nay chắc chắn là Phương sẽ không để tóc của mình trở nên yếu và gãy rụng hơn nữa. Sẽ không cột tóc quá chặt và sẽ nâng niu từng sợi một. Cảm giác bây giờ là tóc của Phương trở nên chắc khỏe hơn, bóng mượt hơn từ trong ra ngoài đó. Thấy chưa? Quá dữ luôn. Cảm ơn chị Mimi rất nhiều. Và hy vọng rằng các bạn khán giả sau khi xem chương trình ngày hôm nay cũng sẽ tìm được cho mình rất nhiều bí quyết để chăm sóc một mái tóc không bị gãy rụng giống như Nhã Phương vậy đó. Giờ tóc của Phương đã không còn yếu và gãy rụng nữa, tóc trở nên chắc khỏe hơn, bóng mượt hơn từ trong ra ngoài. Phương đã cảm giác tự tin hơn, thoải mái hơn để có thể diễn xuất thật là tốt. Vậy nha, mấy chị. 3 2 1 vô. So
đây hả, tóc rụng không cần phải lo giấu trong túi hoặc là trong lòng bàn tay nữa rồi. Các bạn thân mến, vậy là cả ba cô nàng của chúng ta đều đã được giải quyết các vấn đề về tóc. Sẽ không còn rào cản nào có thể ngăn cản các cô ấy hoàn thành tất cả các công việc trong cuộc sống một cách tốt nhất. Chương trình Nàng Làm Được Tóc xin chào tạm biệt các bạn. Còn bây giờ, Nhã cũng phải đi chăm sóc tóc của mình thôi. Ventin mới, thấp chất khỏe hơn và ấm mượt hơn từ trong ra ngoài.